anh em ra chỗ hoa cứt lợn để chụp ảnh kìa. Nhà hoa cứt lợn luôn. Ôi, hôm nay khai xuân tí làm con cân thôi, em làm con dẻo đâu. Làm con cân nướng luôn cho nó. Hạt có hạt rồi ấy. Mắc khén nướng rồi. Mắc khén chưa? Có rồi. À, em có mắc khén không? Có, em mang hết đi mà. Nướng ở đây hay là nướng ở đâu? Nướng đây thôi. Để xe ơi, đồ để xe ơi. Hy vọng khai xuân hôm nay sẽ đỏ. Củi đây đầy mà anh, thì ra vào sông đầy củi. Các kiểu. Hai con đây có ai gấy cả hai rồi. Đây có ai dán mồi dán nhá. Có để chơi không? Hai con đây qua gấy cả hai rồi. Câu chỗ này rất đẹp luôn. Câu này sông hơi rộng ấy. Chơi chích đi chích eo ấy. Nhưng mà của anh thẳng lắm. Tí nữa là đi. Tí là đi. Câu cá gì được nhỉ? Chơi con chày thì nặng lắm. Chày sông này cứ phải chơi mồi to mà léo nhỉ. Tí chày võng này to lắm. Đây. Con đấy em thấy mỏng, ném nó bay á, khó ném á. Ném nó cứ... Con này hình như ăn hàng con chày ở trong... Nó gì nhỉ? Thế con này con nhớt chày rồi. Con này mình cứ chơi con mưu hoặc là con mùi mài. Để hết sạch mùi mài. Đang biết đảo mưu ra. Câu này mắc anh đưa cho. Mài nhớt con ai cũng đưa mồi. Chứ câu nó bảo mắc mồi rồi. Mắc thì anh đưa cho. Em thì câu bằng con này thôi. Con này mới. Con này hôm trước vừa treo cành đào mới ổ ấy. Ấy trên này ô tô vẫn đi ở đây nhỉ. Ô tô vẫn vào. Không biết có móm không. Cho anh Minh ra khai cần đầu tiên à? Em đi lên đậu cua em câu thủy quái trong đấy ấy. Hôm nay thì mấy anh em đi câu ở trong khu ấy. Khu này hang đá rất là đẹp luôn. Hôm nay em sẽ khai xuân bằng con mồi spoon này. Con này em treo cành đào cả Tết rồi, hôm nay là mang xuống. Con này mới làm luôn. Hy vọng treo cành đào sẽ đỏ sẽ được cá. Nào, chúng ta sẽ cùng đi câu nhé. Sông mùa này rất là trong luôn. Hy vọng là dính con chày. Sông Năng này rất là nhiều cá chày luôn các bạn. Hy vọng đỏ thì dính con. Sông rất là đẹp luôn. Nhưng mà vừa thấy dân bảo người ta dí điện nhiều lắm. Nghe thấy hơi buồn rồi. Thôi, họ vừa đi câu vừa đi chơi. Không được cá thì đi ngắm cảnh các bạn. Tết ở nhà nhiều tù hết người. Hay đi câu
lấy may. Không biết có dấu hiệu con gì đuổi. Sông mùa này lông cạn lắm. Sông này bình thường nhiều cá mưa và cá trời lắm. Sông ngày xưa nhiều cá trời nhất ở chỗ em ấy. À có con cá đớp ấy. Có cá mương đớp ấy nhưng mà không trúng. À, khu này này hôm nay không được chảy được cá mương vậy. Hy vọng là sẽ được một con cá. Khai xuân không móm mà cả năm sẽ không móm. Hôm nay trời nó vẫn lạnh nhá các bạn. Không nóng. Trời vẫn nhiều mây, nhiều gió. Vẫn rét. Ôi. Con mương đớp cứ to ác luôn. Ôi. Trời trời này hy vọng là con trời. Kìa người ta đi xuồng đi du lịch các kiểu. Xuồng động à anh? Em vừa thấy mỗi con cá mương đuổi eo đớp phát xịt đi. Con làm con mương khai xuân vậy. Nó phải ngược lên trên thì chắc nó không có xuồng. Không? Hồi anh ấy ngược lên rồi mà. Em câu bọn thác thác để xem. Câu thác thác thì hy vọng hơn đấy. Sông rồi đẹp. Sông đây nó ít vụng á, phải tìm vụng nào cơ. Đây, đây là xuồng ra đi du xuân đi hội hồ các kiểu các bạn. Hôm nay trên em là mùng 9, mùng 10 ở trong hồ Ba Bể nó có hội xuân. Nó người đông lắm, đông nghịt người. Tan người là người. Xe máy nó phải xếp hàng dài mấy cây số. Đi xuồng động quá rồi. Ơ con cá thì nó vừa bơi giữa dòng tây đấy. Đa số toàn là tây là nhiều. Tây người ta đi du lịch. Hello hello hello. Lu dê. Tây người ta đi chơi là chụp ảnh. Đa số khách du lịch nước ngoài nhiều các bạn. Trong khu này thì nhiều khách du lịch nước ngoài á. Người ta đi chơi hồ các kiểu. Thôi bây giờ không đi câu, em đi chơi vậy. Đi ra khu vực này. Chúng ta cùng đi vào trong hang nhé. Động Buông Ba Bể. À, chúng ta sẽ không đi vào cái hang này nhé. Rồi, hang này rất là rộng luôn. Từ cái hang lên cao quá ạ. Tít lên trên kia cơ. Đây, chúng ta sẽ cùng đi vào trong. Đây là con sông Năng nó chảy ngoài này. Sông Năng này rất là to luôn. Hang này sâu các bạn. Vòm hang rất là cao luôn nhé. Không phải bé chút nào luôn. Em sẽ xuống cái vách đá cho em sẽ câu em nhà. Mình khu này đẹp luôn. Khu này mà mùa hè mang nào ở đây cắm trại ngủ ở trong này thích. Và ngủ và câu cá. Đúng đoạn này là một nơi câu cá lý tưởng nhất. Rất là đẹp luôn.
bờ cát dài rộng. Hy vọng hôm nay sẽ được con cá to. Sông đẹp luôn. Rồi em đi khảo sát một vòng ạ. Đây này, hang các bác này. Hang to không? Rộng luôn, rộng cái tít lên trên này. Cao luôn, chỗ này cao mấy trăm mét, trên này vẫn đầy nhú đá các kiểu. Vùng trong đẹp lắm. Hang này đẹp luôn, người ta chơi du xuân các kiểu ạ. Bình thường vào mùa nước thì trong này nó ngập. Ngập sâu lên tầm 50 phân hoặc là 1 mét nước ấy. Bọn em đang đi. Còn bình thường mùa hè này nó cạn nên dễ đi. Hy vọng bên cái vách đá bên kia sẽ có nhiều cái à. Có con chảy hay con cá gì to. Hang này rộng không? Rất là nhiều các cái nhú đá thạch đá, thạch nhú luôn à. Cao đẹp. Khu này đúng là một khu đi câu, đi chơi rất là lý tưởng luôn này. Rất là đẹp luôn. Khung cảnh rất là hoang sơ các kiểu. Mùa kia có nhiều gà rơi á, chỗ này là hang rơi nó ngủ trong đấy. Anh em, một số anh em thì đi ngược lên phía cái câu à. Em thì chưa câu vội. Em gọi đi chơi, chơi đã. Bên kia người ta đi du xuân, đi chơi xuân. Hang này rất là rộng luôn các bạn nhìn không? Rộng bao la bát ngát, trần hang rất là cao luôn. Hang nó chảy xiên lên hòng núi. Con này đi hơi bùn mà. Nó chảy qua một cái núi. Xong nó thông sang bên kia. Đoạn này thì nhiều nước quá rồi. Không đi được hết đường rồi. Nếu mình muốn đi thì lại phải đi xe sang tận bên kia rồi đi bậc thang xuống. Đẹp không? Đúng là đoạn này điểm câu rất là lý tưởng để câu cá. Nói chung em là lần đầu tiên em đi vào đây. Tại vì bình thường ngày xưa chưa có đường ấy, phải đi xuồng thôi. Bọn em cũng ít khi đi câu trong khu này lắm. Đây là lần đầu tiên. Bây em ra khu này em câu em nhỉ. Ở đây bây giờ nó hơi động. Tại vì người ta đi du xuân mới đi xuồng nhiều. Mùa kia nước to cũng khó vào đây lắm. Ngập lên hết cái bãi này. Nào chúng ta sẽ cùng đi câu ở này xem nhau nhé. Nào chúng ta sẽ cùng câu cái hang này xem nhau nhé. Khu vực này là xuồng nó hơi động các bạn ạ. Mà kệ nó. Cá nó động quen rồi chắc nó không sao các bạn ạ. Khu nào động quen rồi thì nó vẫn ăn bình thường. Còn khu nào mà vọng được con cá mương này có gì cũng được. Không nhất thiết là phải cá chảy đâu. Đây khách du lịch nước ngoài ta đi hồ, chơi hồ ấy. Đa số đấy là khách Tây ở chủ yếu ấy. Ôi, đơn sóng. Sóng ở cái thuyền này nó xô ác quá. Lại động mất rồi. Khu này nhiều xuồng khó câu quá. Ngày này xuồng đi ác quá các bạn nên là cũng khó câu. Này nước nó sóng xuồng ông sóng như sóng biển luôn, sóng như sóng biển luôn này. Hy vọng là sẽ được con nào. Năm ngoái được rất là ít cá, hy vọng năm nay sẽ được nhiều hơn.
Ồ, đúng cửa hang luôn nhé. Hy vọng thủy quái trong hang này. Đây có cá con nó đớp mặt nước các kiểu này. Rất là to luôn, động vuông, bắc cạn, thạch nhú các kiểu. Không ăn thua rồi các bạn ạ. Di chuyển lên trên này em nào. Câu ở kia không ăn thua các bạn. Em sẽ di chuyển lên trên như này em. Không biết đội mấy anh đi cùng không biết lên trên như được con nào không. Sông ở đây nó lông lắm, nó toàn cát, có câu không thấy con nào mà người ta đi xuồng nhiều động lắm. Được cái đây rất là đẹp. Động quá hay là khó câu á, bọn em sẽ di chuyển chỗ khác câu ấy. À, chúng ta cũng đi nhé. Được hai mương to phết đấy nhở. Chúng em làm mấy con mương cũng được. Lông lắm nhở. Đúng anh Minh, đúng anh Minh, Minh mương khác làm hai con ngay.